Chúng ta cùng nhau đến với top 7 tính năng nổi bật nhất trong tựa game Siêu Đại Chiến anh em nhá. Đầu tiên là luân hồi vô tận anh em nhá. Bây giờ mình sẽ ấn khiêu chiến luôn này. Mỗi một tầng thì chúng ta sẽ có một con boss, con quái khác nhau. Và khi mà chiến thắng thì sẽ nhận được một số cái phần thưởng để nâng cấp ngọc anh em nhá. Đấy, thắng luôn, cực kỳ là easy nha anh em ơi. Ở trong này thì chúng ta cũng có tính năng là khiêu chiến nhanh. Thế cho nên anh em không cần phải quá lo lắng nhá. Chỉ cần tích cái này, sau đấy là ấn khiêu chiến và phát. Thế là chúng ta sẽ tự động vượt ải luôn, cực kỳ là tiết kiệm thời gian anh em nhá. Nếu như đến một tầng nào đấy anh em dính thất bại thì anh em ấn hoàn thành này, sau đấy anh em tắt bỏ cái khiêu chiến nhanh này đi, vào khiêu chiến bình thường nhá, để xem là lý do chúng ta thất bại là gì. Có thể là tướng địch cái chỉ số sát thương cao quá, hay là team bên mình bị thiếu đi tướng phòng ngự, hay là bị thiếu đi tướng gây sát thương, thì chúng ta biết đường để điều chỉnh anh em nhá. Ví dụ như ở cái tầng này mình thấy chỉ ra trận được 3 em tướng mà thôi, một vị tướng phòng thủ và hai vị tướng hỗ trợ, thì lấy đâu ra sát thương để mà kết liễu kẻ địch, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ ấn bỏ qua và sau đấy điều chỉnh lại đội hình một chút anh em nhá. Anh em có thể nhìn thấy các vị tướng sau mình đang nghỉ thì mình hoàn toàn có thể ấn vào để cho nó sáng lên anh em nhá. Đó, ấn sáng lên như thế này. Ở cái tầng 92 này thì chúng ta có hai điều kiện, một là chỉ được ra trận 3 vị tướng mà thôi. Cái thứ hai là điều kiện thắng là phải thắng trong 4 hiệp. Thế cho nên mình sẽ ưu tiên những vị tướng gây sát thương để ra trận nha anh em. Đó, như thế này nha. Thì bây giờ mình sẽ ấn tắt đi cho 3 vị tướng này nghỉ ngơi. 3 trên 3 tướng đã ra trận nha. Giờ thì mình sẽ ấn khiêu chiến này để mình xem là có kết liễu được kẻ địch trong vòng 4 hiệp hay không anh em nhá. Với 3 vị tướng gây sát thương của team mình này. Chiến thắng luôn này anh em ơi. Như vậy là chúng ta đã vượt qua được cái ải vừa rồi nha. Chúng ta cũng có thể dùng kim cương để thu nhanh. Đấy. Làm phát luôn là không phải chờ đợi nữa. Thu ngay 120 phút lợi ích cho máy này anh em ơi. Tiếp tục là xác nhận nha anh em. Cái này thì cực kỳ là có lợi, thì cho nên là anh em cứ dùng hết kim cương của mình vào trong cái mục thu nhanh này nhá. Tiếp theo là trong cái phần đồng hành này, thì ở đây chúng ta sẽ có những cái nhiệm vụ đồng hành. Thì mình cứ ấn phái nhanh vào đây thôi, thì nó sẽ tự động làm những cái nhiệm vụ đấy. Sau khi hết thời gian thì chúng ta hoàn toàn có thể quay trở lại để nhận thưởng nhá. Ở trong này có cả kim cương các kiểu, con đà điểu rất chi là ngon lành cảnh đào anh em ơi. Với cả anh em treo máy thì cũng có thể là nhận thêm những cái phần thưởng ở đây này. Thì những cái phần thưởng đấy anh em hoàn toàn có thể vào trong cái phần đội này, ấn vào phần ngọc nhá, ấn vào phần dưỡng ngọc này, tinh luyện này. Đó, đây nha, chúng ta có thể dùng để dưỡng cái ngọc, nâng cấp cho cái viên ngọc của chúng ta mạnh mẽ hơn, tăng sao nữa này. Đấy, con này ngày nào luôn anh em ơi. Tính năng nổi bật thứ hai là phụ bản ngày anh em nhá. Thì ở đây chúng ta có phụ bản thân mật này, dùng để lấy những cái phần quà tặng cho tướng của mình, gia tăng điểm thân mật lên anh em nhá. Tiếp theo là phụ bản vàng, thì chúng ta có thể lấy thêm vàng, nâng cấp cho tướng của mình này. Cái phụ bản triệu hồi sư này chúng ta sẽ thu thập được cái xu triệu hồi để mua ở trong shop này. Tiếp theo là lấy được mấy cái quyển sổ tay ấy, dùng để nâng cấp thủ này, rồi thì nâng cấp tấn công cho triệu hồi sư của mình nhá. Đây, anh em có thể nhìn thấy ở trong cái mục triệu hồi sư này. Thế đây, ngoài cái việc tăng cấp để tăng những cái chỉ số lên, thì anh em vào trong cái phần tăng bậc ấy, nó sẽ cần một số những quyển sổ tay mà trong cái phụ bản triệu hồi sư đấy, để có thể là nâng cấp thêm thủ kép, công cũng như là HP anh em nhá. Tiếp theo, chúng ta có cái phụ bản hero. Khi mà chúng ta khiêu chiến và càn quét thì sẽ được mảnh hero SR này, rồi thì mảnh hero R, và sau này ở tầng 3 còn có cả mảnh hero SSR nhá. Thế cho nên anh em nông dân cày quốc cứ vào đây mà cày phụ bản thôi. Chúng ta lâu lâu tích lũy mảnh kiểu gì chả được ra những cái vị tướng mà chúng ta cần, đúng không? Cái tính năng nổi bật thứ ba mình thấy cái này khá là hay nhá. Đó chính là cái liên minh tác chiến. Cái này là một trong những tính năng mà anh em thể chơi cùng bạn bè được nhá. Bởi vì những cái con bot ở trong cái ải liên minh tác chiến này nó khó phết đấy anh em ạ. Nếu như chúng ta đánh khiêu chiến đơn anh em nhá. Mình khiêu chiến thử cho anh em xem này. Đây, đây này, con boss này hơi bị trâu nha. Mình nhấn bỏ qua cho anh em xem nha. Đấy, đánh được có tí xíu à. Thế cho nên là chúng ta cần thiết là việc xây dựng đội nha anh em. Đấy, rủ bạn bè vào đây, lập đội phát. Anh em có thể là tạo một cái đội, sau đấy là mời bạn bè của chúng ta vào. Ở đây chúng ta có thể là cài đặt này. Ví dụ như giới hạn lực chiến là từ bao nhiêu trở lên này. Thì nếu như ngang tầm lực chiến của mình vào thì nó sẽ hợp lý. Hoặc là có những anh em nào mà bạn bè của anh em chẳng hạn mà lực chiến cao hơn vào kéo thì cũng rất là ok nhá. Thì ở cái tính năng liên minh tác chiến này mình khuyến khích anh em là nên lập đội nhá, đánh cho nó dễ, không là đánh đơn thì khó lắm. Anh em cũng nên chịu khó cày cái liên minh tác chiến này nhá, bởi vì những cái lần vượt đầu tiên ấy thì sẽ được rất là nhiều kim cương này, 300 kim cương này anh em thấy không? Đấy, con lành cái đảo luôn, cả thêm một số cái viên đá cường hóa nữa nhá. Ui, con lành đấy. Tính năng nổi bật thứ tư là ở trong cái phần khiêu chiến boss này anh em này, boss gui đấy. Thì anh em trước tiên là cần phải gia nhập một cái gui đã anh em nhá. Thì sau khi gia nhập gui rồi thì cứ 19:45 từ thứ hai này, thứ ba, thứ năm, thứ sáu và chủ nhật thì sẽ mở khiêu chiến boss gui. Ở trong này chúng ta sẽ đây này, đấy, đầu tiên đây là mình đang đánh con cửu vĩ anh em nhá. Thì khi mà chúng ta tiêu diệt được con cửu vĩ này thì sẽ nhận được một số cái phần thưởng đá vụn dùng để tăng cấp cường độ huy hiệu nhá. Nhưng mà cái quan trọng hơn đó chính là cái này, su gui nhá. Cái su gui này mình thấy mua được rất là nhiều vật phẩm ở trong shop gui. Đây này, anh em có thể vào trong các phần shop này, sau đấy kéo xuống phần shop gui anh em nhá. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là có mua được cái mảnh để ghép hình Marineford này, là kích hoạt được thêm cái thẻ bài đấy. Hay là đây, chúng ta cũng có thể mua thêm cái sổ tay, tăng thêm thủ kép cho triệu hồi sư của mình anh em nhá. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có thêm hai cái vật phẩm là hồng thạch đột phá dùng để tăng cấp sao cho huy hiệu, và cái thứ hai nữa là cái thức ăn dùng để nâng cấp cái điểm thân mật cho tướng của mình anh em nhá. Đây này, anh em có thể vào phần thu thập này, vào trong cái mục thân mật này.
Đấy, nâng cấp cho tướng của mình lên thì nó cũng sẽ rất là ngon, là cái đào nha. Đó, tăng độ thân mật lên. Chúng ta sẽ nhận được những cái hộp quà đây này anh em này. Sẽ nâng cấp luôn cho anh em thấy nhá. Đấy, ví dụ như vậy chúng ta nhận được thêm một cái hộp quà này. Đó, có thêm 50 kim cương này. Nếu như level càng cao thì chúng ta sẽ nhận được thêm càng nhiều kim cương. Đấy, level 9 là 100 kim cương, 12 là tận 200 kim cương. Tích lũy kim cương lại dùng để mua thêm những cái vật phẩm khác xịn sò con bò hơn anh em nhá. Thứ 5, đó chính là cái đua vật tư. Đây là một trong những cái tính năng mà mình thích nhất anh em nhá. 19:45 thứ tư và thứ bảy thì chúng ta sẽ mở ra cái tính năng này. Thì ở trong đây là một cái hoạt động mà nó rất là sôi nổi anh em ạ. Các gui sẽ ghép lại với nhau và các thành viên ở trong gui thì hoàn toàn là có thể khiêu chiến với các gui khác để có thể là chiếm đoạt vật tư. Đấy. Và tổng kết gui nào mà có vật tư nhiều nhất thì sẽ nhận được rất là nhiều phần thưởng nha. Đây, thưởng xếp hạng anh em ơi. Đó, chúng ta lại có thêm cái đá vụn này, dùng để nâng cấp cường độ huy hiệu và rất rất nhiều cái su gui anh em nha. Ôi dồi ôi luôn. Nên là trong cái hoạt động đua vật tư này anh em cố cày chăm chỉ mà được vào những cái gui top nha. Đấy, lúc đấy mình cũng sẽ bú gui được thêm một tí, ngon lành cái đá hơn rất là nhiều anh em ạ. Cái tính năng nổi bật thứ 6 là trong cái phần đấu trường anh em nhá. Đây này, đấu trường vào khiêu chiến phát. Đây là nơi để chúng ta có thể giao lưu với các người chơi khác đây. So sánh xem là đội hình của chúng ta có thể là ăn được các bạn ấy hay không. Hoặc là vào đây chúng ta cũng có thể gặp gỡ thêm một số những cái bạn mà sở hữu những cái đội hình nó độc lạ bình dương thì hoàn toàn có thể vào để copy đấy, hay vết. Rồi mình sẽ chiến luôn anh em nhá. Búp luôn này. Ây à. Ở đây thì chúng ta cũng hoàn toàn là có thể là ấn bỏ qua được nha anh em. Nhưng mà mình khuyến khích anh em là trong cái hoạt động đấu trường ấy, để nâng cao cái trình độ của anh em lên thì không nên ấn bỏ qua nha. Khi mà chúng ta tham gia khiêu chiến như thế này, chúng ta nên để hết trận chiến để xem ra là các cái vị tướng của mình điểm mạnh điểm yếu như thế nào và cái sự phối kết hợp của đội hình bên bạn ra làm sao, nó có hiệu quả hơn bên mình không, thì mình có thể là học tập được từ các bạn đấy, thì nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều so với việc là anh em ấn bỏ qua nhé. Đôi khi anh em ấn bỏ qua thì nó sẽ nhanh tiết kiệm thời gian, nhưng mà nhiều khi thắng chả biết làm sao mà thắng và thua chả biết làm sao mà thua luôn ấy. Và khi mà chúng ta không hiểu rõ được cái chất tướng của mình thì sẽ rất khó để xây dựng được một cái đội hình mạnh anh em ạ. Cái cơ chế xếp hạng đây là chúng ta sẽ xếp hạng theo việc tính điểm anh em nhé. Chúng ta có hai cái phần quà xếp hạng, tức là xếp hạng ngày. Xếp hạng ngày thì chúng ta có thể kiếm được cái xu đấu trường cao và xu đấu trường sơ cấp. Thì hai cái này chúng ta có thể mua được ở trong cái phần shop. Còn ở cái phần quà xếp hạng mùa giải ấy, thì mỗi một mùa giải nó sẽ diễn ra trong vòng bao nhiêu ngày đấy. Thì anh em có thể nhìn thấy nó đang đếm ngược đây. Ví dụ như còn lại 6 ngày 12 giờ này. Thì ở đây chúng ta sẽ có thêm là kim cương, cũng như là có thêm được cái xu đấu trường cao luôn anh em nhé. Thì hai cái xu đấy chúng ta có thể mua trong phần shop này này. Đây anh em ở đây này. Đấy anh em nhìn thấy chưa? Mảnh Luffy Gear 5 này này. Ý. Và đây nữa, anh em là fan của Sunoku chắc chắn là có thể sở hữu thêm mảnh Sunoku này. Đây, mảnh Vegeta các kiểu có đại điểu luôn. Là những cái vị tướng cực kỳ là mạnh mẽ. Thì anh em có thể tích lũy những cái xu đấy để có thể là mua những cái vị tướng xịn sò con bò anh em nhá. Hoặc là đây anh em cũng có thể mua lấy cái dương Hero SSR tùy chọn này. Anh em lưu ý là mỗi một tuần chúng ta sẽ có cái cột mốc là khiêu chiến đủ 24 trận nha anh em. Thì chúng ta sẽ nhận được thêm những cái cột mốc có xu này, tiếp tục là rất nhiều xu này, và 24 trận thì cũng rất rất nhiều xu luôn anh em nhé. Nên là thắng hay thua thì anh em cũng cố khiêu chiến đủ 24 trận nha anh em ơi. Đây là một trong những hoạt động mà anh em không được bỏ qua mỗi ngày nhá, bởi vì nó là cái cánh cửa kết nối anh em có thể sở hữu được thêm những vị tướng SSR cực kỳ là xịn sò con bò đấy. Cái tính năng thứ 7 ở trong cái phần đấu PVP này, chúng ta có thêm một cái hoạt động nữa là triệu hồi sư mạnh nhất. Ở đây thì anh em giống như kiểu là đấu mùa giải ấy, xếp bảng đấu với nhau. Nếu như mà anh em có thể đánh thắng được tất cả các đối thủ khác và vươn lên vị trí top 1, top 2, top 3 thì chắc chắn là chúng ta sẽ được rất là nhiều phần thưởng nha. Cái tính năng triệu hồi sư mạnh nhất này thì cũng khá là hay. Nó sẽ diễn ra theo ngày. Mỗi ngày sẽ là một cái mùa giải và nó reset luôn. Và sang ngày tiếp theo lại là một mùa giải mới. Thì anh em hoàn toàn có thể là ấn điểm danh để đăng ký tham gia. Đầu tiên thì anh em sẽ phải trải qua cái vòng gọi là đấu nhóm. Thì anh em sẽ có thể thi triển là 1v1 này, chọn ra vị tướng mạnh nhất ở trong đội hình của anh em để tham gia chiến đấu này. Sau đấy là 2v2 và 3v3 này. Sau khi mà vượt được qua cái phòng đấu sơ tuyển rồi thì anh em sẽ vào trong cái phòng gọi là đấu loại trực tiếp đấy. Nhưng mà chỉ có 8 anh em là mạnh nhất được vào thôi. Thì ở trong cái vòng đấu loại trực tiếp đấy thì chúng ta sẽ dùng đội hình là 6v6 anh em nhá. Và anh em phải lần lượt đánh bại tất cả những kẻ địch để có thể là tiến tới và quán quân ở đây. Và cái phần thưởng ở trong cái phần triệu hồi sư mạnh nhất này này thì chúng ta cũng có thể kiếm được cái xu đấu trường cao cũng như là xu đấu trường sơ cấp để có thể là mua những cái vật phẩm ở trong shop này anh em nhá. Đấy, cho nên là ở trong tựa game này hoạt động PVP đấu trường các thứ nó rất là bùng nổ luôn. Do là chúng ta có thể kiếm được rất là nhiều xu. Và có nhiều xu thì chắc chắn là sẽ sở hữu được nhiều vị tướng xịn. Luffy, Sunoku, Vegeta, wow. Đỉnh sự anh em ạ. Nếu như là mình thì mình sẽ lấy Luffy Gear 5 tử tế, ngon lành cái đào luôn anh em nhé. Ngoài ra thì còn một số cái tính năng nữa cũng khá là hay. Thì anh em mà toàn có thể tự trải nghiệm, sau đấy quay lại đây để lại comment ở bên dưới cho mình biết xem anh em thích tính năng nào nhất nhá. Và anh em cũng có thể cập nhật thêm thông tin về game, tham gia sự kiện để nhận thêm gift code cũng như là các vị tướng xịn sò con bò ở trang fanpage chính thức của Siêu Đại Chiến. Mình có để đường link ở dưới phần mô tả luôn anh em nhé.